Quý vị đang theo dõi chương trình tin mới trực tiếp lúc 15 giờ trên kênh truyền hình SCTV8 VTV. Mở đầu chương trình là những thông tin trong nước. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án kéo dài thời gian thực hiện quyết định số 2214 ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số đến năm 2025. Đề án được thực hiện từ năm 2021 tới 2025 với mục tiêu tổng quát nhằm tiếp tục tăng cường hợp tác thu hút các vốn đầu tư, khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm của cả nước, các tổ chức quốc tế, tập thể, cá nhân ở nước ngoài hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế xã hội cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, góp phần thực hiện thành công kết quả chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 tới 2030, đề án phấn đấu đến năm 2025 thu hút tối đa các tiềm năng nguồn lực quốc tế, đặc biệt là nguồn viện trợ không hoàn lại nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA và vốn vay ưu đãi góp phần thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Ngày 2 tháng 12, Cục Hàng không Việt Nam cho biết, trong năm 2021 và các năm tiếp theo sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng mới, nâng cấp, mở rộng các cảng hàng không quốc tế. Cục Hàng không Việt Nam cho biết, sản lượng hành khách chủ yếu tập trung vào các cảng hàng không quốc tế như cửa ngõ, nội bài, Đà Nẵng, Cam Ranh, Tân Sơn Nhất, các cảng này nã và đang nằm trong tình trạng sản lượng khai thác vượt quá công suất thiết kế. Tân Sơn Nhất có công suất thiết kế 28 triệu khách trên một năm, nhưng thực tế sản lượng 41 triệu khách trên một năm. Nội Bài có công suất thiết kế 25 triệu khách trên một năm, nhưng sản lượng khai thác đã vượt 29 triệu khách trên một năm, dẫn tới tình trạng quá tải trên cả bầu trời và mặt đất. Ước tính tổng chi phí đầu tư xây dựng cảng không, sân bay toàn quốc giai đoạn 2020 tới 2030 và khoảng 365.100 tỷ đồng, tương đương 15,7 tỷ đô la Mỹ, giai đoạn 2030 tới 2050, khoảng 866.360 tỷ đồng, tương đương 37,3 tỷ đô la Mỹ. Sáng ngày 22 tháng 12 tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức diễn đàn an ninh năng lượng cho phát triển bền vững, diễn đàn nhằm thực hiện nhất quán quan điểm và tầm nhìn đúng đắn trong phát triển năng lượng của Đảng, căn cứ nghị quyết số 55 về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo Bộ Công Thương, đảm bảo vững chắc an ninh năng lượng quốc gia, hình thành đồng bộ các yếu tố thị trường năng lượng cạnh tranh, minh bạch, phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, các phân ngành năng lượng phát triển bền vững, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu, hệ thống hạ tầng năng lượng phát triển đồng bộ, hiện đại, khả năng kết nối khu vực và quốc tế được nâng cao. Chất lượng nguồn nhân lực, trình độ khoa học công nghệ và năng lượng đạt trình độ tiên tiến của một nước công nghiệp phát triển hiện đại tại diễn đàn là nơi chia sẻ những ý kiến từ phía các chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước, giúp các cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp có cái nhìn toàn cảnh hơn về vấn đề an ninh năng lượng, thảo luận về tác động, thách thức mà doanh nghiệp đang gặp phải, từ đó định hướng cho doanh nghiệp trong phát triển bền vững. Sáng ngày 22 tháng 12 tại Hà Nội, Liên minh Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Thế giới và tổ chức tài chính quốc tế đã phối hợp tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên năm 2020 với chủ đề Thách thức và cơ hội trong trạng thái bình thường mới. Phát biểu khai mạc diễn đàn, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá cao vai trò tầm quan trọng của việc liên kết chặt chẽ giữa chính phủ với cộng đồng các doanh nghiệp trong nước và quốc tế, đem lại hiệu quả trong việc triển khai các chính sách kinh tế tài chính để kịp thời đáp ứng nhu cầu và sự mong mỏi của số đông doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 như hiện nay. Với quyết tâm cao độ, chính phủ Việt Nam sẽ không ngừng nghỉ và nỗ lực hết sức để duy trì những thành quả kinh tế đạt được, đảm bảo thực hiện được mục tiêu kép vừa khống chế được dịch bệnh vừa giữ nhịp độ tăng trưởng dương, thậm chí đạt mức 2,4% trong năm nay như Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã dự báo. Nhiều dự báo cho thấy năm 2021 vẫn là năm kinh tế thế giới vẫn gặp nhiều khó khăn và Việt Nam không nằm ngoại lệ. Cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng Chính phủ sẽ có những biện pháp cụ thể và nhanh chóng để giải quyết ngay các nút thắt đang cản trở doanh nghiệp, tận dụng các cơ hội hội nhập từ các hiệp định thương mại tự do nói chung và từ hiệp định thương mại tự do Việt Nam EU EVFTA nói riêng để phục hồi từ Covid-19 và tiếp tục phát triển. Sáng nay ngày 22 tháng 12, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã tổ chức hội thảo công bố báo cáo Hành trình chuyển đổi vai trò của doanh nghiệp tư nhân trong cung cấp dịch vụ công tại Việt Nam, dịch vụ đánh giá sự phù hợp. Theo chủ tịch VCCI, trong quá trình xã hội hóa dịch vụ công nhà nước không trực tiếp cung cấp dịch vụ nhưng phải là người đặt ra pháp luật và tổ chức thực thi pháp luật trong lĩnh vực dịch vụ đó. Phát biểu tại hội thảo, ông Vũ Tiến Lộc, chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho biết, chủ trương cho phép đầu tư tư nhân tham gia cung cấp dịch vụ công đã được đề ra trong những năm đầu tiên của tiến trình đổi mới và đã được đẩy mạnh trong thời gian gần đây. Sự tham gia của các doanh nghiệp tư nhân đã làm thay đổi và khởi sắc rất nhiều lĩnh vực mà trước đây gặp nhiều trì trệ do chỉ có các đơn vị nhà nước cung cấp. Các bệnh viện tư nhân cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh, thu hút bệnh nhân, trường học. Tư nhân cung cấp dịch vụ giáo dục thu hút học sinh, sinh viên, các hãng phim tư nhân làm phim thu hút người xem, các phòng công chứng tư nhân đông khách hàng, các khu chợ, siêu thị tư nhân đông người mua bán. Tuy nhiên, cũng theo Chủ tịch VCCI, những dịch vụ mà cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam nắm giữ còn rất nhiều, trước quan điểm cho rằng việc cho phép tư nhân tham gia. Cung cấp dịch vụ công sẽ loại bỏ hoàn toàn vai trò của nhà nước, lo ngại như tăng giá cả, chất lượng dịch vụ thấp, các vấn đề an sinh xã hội có thể không được đảm bảo. Chủ tịch VCCI cho rằng vai trò của nhà nước khi đó, thay vì là người treo đò thì cần chuyển thành người lái đò. Mỗi năm VCCI chọn một lĩnh vực dịch vụ để có thể nghiên cứu sâu nhằm đưa ra các khuyến nghị giúp tăng cường vai trò của tư nhân trong cung cấp dịch vụ công. Năm nay, lĩnh vực dịch vụ được lựa chọn là dịch vụ đánh giá sự phù hợp. Báo cáo cho biết tại Việt Nam có 20 ngành lĩnh vực không cho phép tư nhân tham gia cung cấp hàng hóa, dịch vụ. Theo VCCI, về lý thuyết, các doanh nghiệp tư nhân được tham gia cung cấp tất cả những hàng hóa, dịch vụ không thuộc danh mục này và danh mục cấm kinh doanh. Ngày 21 tháng 12, Ban quản lý đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có phản hồi chính thức đến giám đốc dự án nhà thầu liên danh SCC về việc đưa ra các hiếu nại tạm thời liên quan đến sự cố chuyển gối dầm đoạn trên cao tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đại diện Ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị không chấp nhận nội dung giải trình do SCC đưa ra, thay vào đó, Ban quản lý đề nghị nhà thầu cung cấp hồ sơ liên quan trình tổ công tác thành phố xem xét và đưa ra ý kiến. Lý giải việc bác giải trình của SCC, đại diện của ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết có sự khác biệt về trọng lượng các gối cầu trong hồ sơ và thực tế. Theo đó, hồ sơ đệ trình do SCC gửi nêu trọng lượng EB1 và EB4 bằng 126,1 kg, nhưng thực tế hai gối EB1 và EB4 được lắp tại công trình chỉ có 117 kg. Vì vậy, ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho rằng đơn vị có cơ sở để nghi ngờ chất lượng thực tế của tất cả gối cao su còn lại của công trình. Đồng thời, ban quản lý đề nghị SCC phải cung cấp kết quả thí nghiệm để chứng minh vật liệu dùng cho gối cao su đáp ứng đúng yêu cầu kỹ thuật của dự án Ngày 22 tháng 12, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa công bố 4 số điện thoại đường dây nóng để các đơn vị, người dân chủ động báo cáo phản ánh thông tin về giao thông trong dịp cao điểm phục vụ hành khách dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Theo đó các số điện thoại đường dây nóng bao gồm 0243 8217 922 số máy phụ trách chung, 0985 811 689 Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải Vũ Hà, 0913 590 633 Tránh thanh tra Sở Giao thông Vận tải Trần Nhật Quang. 0932231683, trưởng phòng quản lý vận tải, sở thông vận tải Đào Việt Long. Ngày 21 tháng 12, nội các Nhật Bản vừa chấp thuận ngân sách kỷ lục cho tài khoá tới nhằm đối phó với đại dịch và vực dậy nền kinh tế. Thông báo của Bộ Tài chính Nhật Bản cho biết tổng số chi ngân sách sẽ tăng khoảng 3,8% lên 106.600 tỷ yên, tức là tương đương với 1.000 tỷ đô la Mỹ cho năm tài chính tới. Chi cho an sinh xã hội sẽ chiếm khoảng 54%, nước này cũng sẽ dành ra một khoản để trả nợ và hỗ trợ các chính quyền địa phương. Đầu tháng này, chính quyền của Thủ tướng Yoshihide Suga cũng công bố gói kích thích hơn 700 tỷ đô la Mỹ, một phần tài chính cho gói này sẽ được lấy từ ngân sách năm tới. Gói kích thích này sẽ nhằm kiềm chế đại dịch và hỗ trợ nền kinh tế chuyển dịch sang giai đoạn hậu Covid. Để đối phó với đại dịch, Nhật Bản đang ngày càng đẩy cao núi nợ vốn đã ở mức lớn nhất trong các nhóm nước phát triển, dù các chi phí y tế và lương hưu từ lâu vẫn tăng đều do dân số già đi. Covid-19 đã buộc chính phủ này tăng tốc phát hành nợ lên mức kỷ lục năm nay. Các nghị sĩ Mỹ sẽ ủng hộ gói tài chính trị giá 1,9 tỷ đô la Mỹ nằm trong gói cứu trợ COVID-19 lên tới 900 tỷ đô la Mỹ cho một chương trình thay thế các trang thiết bị viễn thông của Trung Quốc. Các nghị sĩ Mỹ sẽ ủng hộ gói tài chính trị giá 1,9 tỷ đô la Mỹ nằm trong gói cứu trợ COVID-19 lên tới 900 tỷ đô la Mỹ cho một chương trình nhằm thay thế trang thiết bị viễn thông của Trung Quốc vốn bị Washington xem là mối nguy với an ninh quốc gia. Bên cạnh đó, các nhà lập pháp cũng sẽ ủng hộ gói ngân sách 3,2 tỷ đô la Mỹ cho việc sử dụng băng thông rộng khẩn cấp cho người Mỹ có thu nhập thấp Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi và lãnh đạo của nhóm nghị sĩ thuộc Đảng Dân chủ trong thượng viện Chuck Schumer cũng khẳng định Mỹ sẽ dùng khoản tiền khoảng 7 tỷ đô la Mỹ trong gói cứu trợ Covid-19 để hỗ trợ cho người dân truy cập mạng internet và băng thông rộng. Trước đó vào tháng 6 năm 2020, Ủy ban Truyền thông của Liên bang Mỹ đã chính thức coi các tập đoàn viễn thông Huawei và ZTE của Trung Quốc là mối nguy hại đối với an ninh quốc gia Mỹ. Ngày 21 tháng 12, Trung Quốc công bố sách trắng tiêu đề Năng lượng trong thời đại mới của Trung Quốc do Văn phòng Thông tin Quốc vụ Viện phát hành nhằm cung cấp bức tranh toàn cảnh về những thành tiệu của quốc gia trong phát triển năng lượng cũng như các chính sách và biện pháp cải cách năng lượng lớn. Theo Tân Hoa Xã, sách trắng cho biết Trung Quốc đã trở thành nhà sản xuất và tiêu thụ năng lượng lớn nhất thế giới và trong quá trình chuyển đổi sang sử dụng năng lượng hiệu quả nhanh nhất trên thế giới, nước này đã đang và nỗ lực trên tất cả các lĩnh vực để cải cách các hình thức tiêu thụ năng lượng, xây dựng hệ thống cung cấp năng lượng sạch và đa dạng, triển khai chiến lược năng lượng hướng tới đổi mới, đồng thời cải cách hơn nữa hệ thống năng lượng và tăng cường hợp tác năng lượng quốc tế. Nội dung chính của sách trắng được chia thành 7 phần, gồm phát triển năng lượng chất lượng cao trong thời đại mới, các thành tựu lịch sử trong phát triển năng lượng, nỗ lực toàn diện để cải cách tiêu thụ năng lượng, xây dựng một hệ thống cung cấp năng lượng sạch và đa dạng, phát huy vai trò đổi mới sáng tạo cũng như là động lực chính của phát triển cải cách sâu rộng hệ thống năng lượng trong mọi lĩnh vực. Ngày 21 tháng 12, giới chức y tế Trung Quốc thông báo các mẫu thu được trên bao bì của sản phẩm thịt bò đông lạnh nhập khẩu tại huyện Trung Mưu, tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19. Theo cơ quan phòng chống dịch bệnh thành phố Trịnh Châu, thủ phủ tỉnh Hà Nam, lô thịt bò có bao bì nhiễm virus SARS-CoV-2 được nhập khẩu từ Argentina và vận chuyển đến huyện Trung Mưu hôm ngày 19 tháng 12. Cơ quan này cũng cho biết thêm, một số mẫu khác được lấy từ container hàng cũng cho kết quả tương tự. Hiện các sản phẩm này chưa được phân phối ra thị trường và đã được niêm phòng. Các cơ sở lưu trữ, phương tiện liên quan và môi trường xung quanh đã được khử trùng. Các nhà chức trách cũng bắt đầu điều tra dịch tễ học. Cùng ngày, Bộ trưởng Y tế Ấn Độ Harsh Vahan thông báo chính phủ nước này đã được cảnh báo đầy đủ và biến thể mới của virus SARS-CoV-2 với tên gọi VUI 2020 vừa được phát hiện tại Anh. Tuy nhiên, ông khẳng định người dân không cần phải hoảng sợ trước thông tin này. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình tin mới lúc 15 giờ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.